chưa cho chúng ta bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết hóa đề số 05 và những bạn nào đã coi cái đề số 04 thì biết rằng là cái độ chất của đề thầy như thế nào và bây giờ chúng ta vào chiến đấu luôn nhá. Chúng ta sẽ có 40 câu lừa đảo nhất và các bạn rất dễ sai ở 40 câu này. Và đây là những cái câu mà thầy Minh đã tuyển tập ở trong những cái đề mà thầy Minh dạy lớp offline và thầy Minh đã dạy những lớp online để cho các em những cái đề này để các em có được một cái sự trải nghiệm để mà các em không còn bị sai ngu nữa. Và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em khi mà theo dõi cái buổi học ngày hôm nay thì có thể là comment đáp án thật nhiệt tình xuống phía dưới này để chúng ta để thầy Minh còn biết được là các bạn sai ở đâu, hãy bị thầy Minh lừa ở đâu. Đúng không ạ? Ok ạ, sẵn sàng nhá. Nào, câu 41. Hợp chất hữu cơ X mà lại thủy phân được cả trong môi trường axit và cả trong môi trường va sợ. Hợp chất hữu cơ X thủy phân được trong cả môi trường axit và cả môi trường bazơ giờ đây có một bạn đã cảm giác thấy là chưa tự tin lắm với lại bản thân mình bạn ấy hỏi thầy là một a à, à, thầy các bạn có mấy hết đáp án đi đừng có sợ sai nhá thầy ở đây để giúp cho các em xài các em sai đủ 10 nghìn lần thì các em sẽ trở thành thiên tài ok không ạ một cơ hợp chất mà thủy phân trong cả môi trường axit và cả môi trường bazơ albumin thì thủy phân trong cả axit và cả bazơ đúng không? bởi vì nó là protein, protein thì nó có liên kết nhco, thì chính cái liên kết nhco này thì nó thủy phân trong cả môi trường axit và môi trường bazơ. Tristearin là chất béo, chất béo nó là este, thì nó sẽ bị thủy phân trong cả axit và cả bazơ. Tinh bột thì chỉ thủy phân trong axit thôi. Vậy tinh x không thể nhá, x không thể là tinh bột. Rất nhiều bạn đọc đề, các bạn quên mất từ không thể, các bạn chọn ngay ở liả là bởi vì gọi có liên kết NHCO nó sẽ bị thủy phân trong cả môi trường axit và cả môi trường bazơ. Nhưng rất tiếc đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B các em đã thấy chưa? Một sự lừa lọc ngay từ câu số 41. Câu số 42 ạ. Nào, câu số 42 các bạn có comment đáp án cho thầy ạ. Xin chào tất cả các bạn và các em ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh có, có thể chia sẻ lại buổi học này và tác cho thầy tất cả các bạn và các em vào đây ạ. 42. Ạ. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất? Một câu đòi hỏi ý quý không quá cao nhưng mà sẽ có khá nhiều bạn cũng bị nhầm ở đây Đấy là những bạn mà không dám comment ạ. Những bạn không dám comment thì thầy nghi ngờ rằng là bạn ấy sẽ rất dễ bị sai Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất ạ? Thì chúng ta lưu ý cho thầy ạ Von Fram nhiệt độ nóng chảy cực kỳ cao được sử dụng trong dây tóc bóng đèn Đúng không? Thấp nhất là gì ạ? nhôm mà vẫn tồn tại điều kiện thường chất rắn kali tồn tại điều kiện thường chất rắn nhưng riêng thằng anh thủy ngân anh thủy ngân tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng chất lỏng các em ạ thủy ngân tồn tại điều kiện thường dưới dạng chất lỏng nên nó sẽ là chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất vậy đáp án đúng của chúng ta câu 42 đấy đó là thủy ngân các bạn nhớ kỹ rồi nhá thủy ngân tồn tại điều kiện thường thể lỏng và bởi vì nó tồn tại ở thể lỏng nên chắc chắn một trăm là nó sẽ nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất câu 43 mươi Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide Câu 43. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Thế thì cái, cái, cái về cái vấn đề monosaccharide này nó rất là dễ và rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhớ thôi. Có hai anh monosaccharide, một là anh fructose và hai là anh glucose. Vậy trong này đáp án câu 43 của chúng ta, các bạn cùng comment đáp án xem ạ. 43 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, glucose. B bỏ. Câu 44 ạ. Câu 44 ạ. Chất nào sau đây tác dụng đối với dung dịch H24 loãng thu được Fe2, S43 à? Ui ôi. câu này rất hay nhá, câu này rất lừa đảo nhá. Nếu mà thầy không gạch chân này thì nhiều bạn, thầy nghĩ rằng nhiều bạn sẽ bị lừa. Chất nào sau đây tác dụng đối với dung dịch H24 loãng? Loãng nhá. Mà lại thu được sắt ba cơ Sắt dương 3. Sắt tác dụng 4 24 loãng thì nó chỉ tạo thành là sắt dương 2 thôi. FeO mà tác dụng H24 loãng cũng chỉ tạo thành sắt dương 2 thôi. FEH hai lần cũng chỉ tạo thành sắt dương hai thôi và anh duy nhất để tạo thành sắt dương ba đây là FEH ba lần các em ạ à. hỡi các em câu 44 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án c cửa rất tiếc cho các bạn đã chọn các đáp án khác b không phải a không phải d không phải c mới là đáp án đúng của chúng ta các bạn đã thấy sự khoai để của thầy chưa lừa lọc chưa 45 những bạn học offline và học khóa luyện đề S3 của thầy bị lừa sấp mặt. 45 ạ, chất nào sau đây không tác dụng với NaOH loãng? Chất nào sau đây không tác dụng NA NaOH loãng ạ? Nhiều bạn bây giờ còn nghi ngờ chính bản thân mình. Bạn đi comment đáp án B kèm một dấu hỏi chấm. Không còn tin tưởng vào chính bản thân mình nữa rồi. Các em ạ, à, khi học thầy mình, các em hãy tin tưởng vào sự lựa chọn mình chọn. Bởi vì sự lựa chọn đấy có thể sai. Câu là 45, chất nào sau đây không tác dụng với NaOH loãng? NaOH loãng là một chất có tính bazơ. Đúng không? Nó có tính bazơ. Vậy nó sẽ phản ứng với những anh có tính axit. PaO5 phản ứng, CO2 phản ứng, NO2 phản ứng. Và nó không tác dụng với thằng CO. Bởi vì thằng CO là tất chất có tính trung tính. Trong chương trình hóa học cấp 3 chúng ta chỉ học hai ngô xít có tính trung tính một là anh CO hai là anh NO được chưa chính vì vậy nên hai này trung tính và các bạn nhớ mãi cho thầy là trung tính là không tác dụng với axit không tác dụng với bazơ không tác dụng với nước không tác dụng với muối các bạn nhớ chưa câu 46 chất nào sau đây là kim loại kiềm thổ ạ chất nào sau đây là kim loại kiềm thổ hãy mạnh mẽ comment đáp án đi Hãy mạnh mẽ comment đáp án vào đây Để biết rằng là mình dám chọn cái đáp án đấy Và khi mà mình comment vào đáp án đó mà nó bị sai Thì thầy tin chắc chắn rằng là cái việc mà các em sai Nó sẽ ghim mãi vào trong não của các em Và khi nó ghim vào trong não của các em Thì đi thi các em sẽ không bao giờ bị sai nữa Câu 46 ạ à. Kim loại nào sau đây là kim loại kiểm thổ Thầy mình đã nói rất nhiều rồi Và nếu bạn nào mà theo dõi kênh top top của thầy mình Minh Merlin liền hóa học các bạn đã sẽ được thấy được cái câu mà thầy Minh nói đó là gì ạ bé mang cây súng bắn ruồi chính vì vậy nên những bạn nào mà chưa theo dõi kênh to to của thầy mình thì hãy ngay lập tức search mình hóa học đề để, để học những mẹo giải cực kỳ nhanh và kíp lại kiểm đồ ở đây là anh nào ạ berry bé, bé ok nhá Cô bốn bảy ạ để chống ăn mòn cho Ui dồi ôi câu này mới hay này Câu này top một sự lừa đảo Câu này top một sự lừa đảo à Đáp án là đáp án gì câu 47 Các bạn cũng comment cho thấy đáp án 47 xem nào Hãy chờ đợi Hãy chờ đợi Những sự comment sai lầm Để chống ăn mòn cho các chân cột thu lôi Bằng thép chôn dưới đất. Người ta dùng phương pháp bảo vệ điện hóa. À, đây này. Bảo vệ điện hóa. Thế thì cái phương pháp bảo vệ điện hóa này trong thực tế có thể dùng kim loại nào sau đây làm điện cực bảo vệ? Phương pháp bảo vệ điện hóa tương đương với đó là phương pháp anode hy sinh. Được chưa ạ? phương pháp bảo vệ điện hóa nó chính là phương pháp anode thủy sinh và khi nó là phương pháp anode thủy sinh thì nó phải sử dụng một điện cực bảo vệ nó phải có hoạt động hóa học mạnh hơn điện cực cần bảo vệ và trong này đó mặc dù anh natri hoạt động mạnh hơn anh the anh sắt nhưng natri lại không tồn tại bền ở điều kiện thường nên chúng ta không sử dụng natri mà đáp án đúng của chúng ta phải sử dụng đó là kẽm và đáp án chính xác nhất của chúng ta câu 47 đó là đáp án c kẽm câu 48 câu 48 nào Câu 48 các bạn chọn đáp án gì Năm nay trong đề thi trung quốc gia Năm nay kiểu gì cũng sẽ có câu về Chrome Và nỗi sợ nhất của tất cả các bạn học sinh lớp 12 Đấy là màu của các hợp chất của nhôm Thì ở đây thì mình đã chọn ra ta Màu hợp chất của nhôm 48 Công thức Đây, chrome biroxit chất rắn màu lục xám nhá Các bạn nhớ thuộc đấy, các bạn nhớ thuộc Công thức của Chrome 3 là gì? Công thức của Chrome 3 là gì? Thực ra đọc những câu này nhiều bạn bị thần hồn nát thần tình Tại sao thầy Minh lại nói thế? Các bạn nghe đây, ui dồi chết rồi, Chrome khó quá, mình không thuộc màu Bỏ luôn, chọn liều luôn Toàn chưa? Toàn chưa? Vậy Chrome 3 là D, CRH3 lại Câu 49 Chất nào sau đây ngọt hơn đường mía? Chất nào sau đây ngọt hơn đường mía? Các bạn có thể comment cho thầy xem nào, xem các bạn chọn đáp án gì ạ? Chất nào ngọt hơn đường mía theo các bạn nghĩ? Chất nào ngọt hơn đường mía? Đường mía là gì đã? Đường mía là gì đã? Muốn biết được một cái thằng nào nó ngọt hơn đường mía thì mình phải biết được đường mía là gì. Đường mía là gì các em? Đường mía cũng comment cho thầy xem nào, đường mía là gì? Đường mía là xác xa... Carozo Đúng chưa ạ Đường mía là xét Vậy ngọt hơn xét là thằng nào Là gì ạ Là fructose Fructose À 50 Thấy không Thấy top 1 của sự lừa lọc ở đây không Chất nào sau đây Là chất béo rắn ở điều kiện thường. Bây giờ không nói gì nhiều nữa. Để yên các bạn cùng chọn đáp bán xem đáp án gì 50 mươi chất nào sau đây là chất béo đắn ở điều kiện thường câu này cũng lừa đảo câu này thầy khẳng định cũng trong quá trình đề dạy có rất nhiều bạn chọn sai câu này chất nào sau đây là chất béo đắn ở điều kiện thường chúng ta phải tập đi chúng ta phải để chúng ta bị sai đi thì chúng ta mới nhớ được các em ạ à. còn nếu mà các em không bị sai thì không bao giờ các em nhớ được lý thuyết cả chất nào sau đây là chất béo đắn ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất béo đắn ở điều kiện thường Đầu tiên nó phải là chất béo nha glycerol không phải chất béo. Acid stearic không phải chất béo. Đúng chưa? Nhiều bạn chọn nhầm lắm. Vậy chất béo rắn là điều kiện thường là khi và chỉ khi nó được tạo bởi từ gốc axit béo no. Và gốc axit béo no chỉ có thể là tripalmitin còn triolin là nó là gốc axit béo không no. Đáp án đúng đáp án à? Câu 51 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 51 phát biểu nào sau đây là đúng Cao su Na S có tính đàn hồi hơn cao su Na N Tơ lông thuộc loại tơ bán tổng hợp Tơ tằm rất bền trong môi trường axit PVC được điều chế bằng phản ứng trung hợp ethylene PVC điều chế bằng trùng hợp ethylene đúng không? Không, PVC điều chế bằng trùng hợp vinyl clorua tơ tằm rất bền trong môi trường axit là sai tơ tằm bị phân hủy trong môi trường axit bị thủy phân tơ lông thuộc loại tơ bán tổng hợp là sai nó là tơ tổng hợp vì vậy đáp án đúng là đáp án này rất tốt chính xác 51 đáp án này 52 ạ kim loại kali phản ứng với clo sinh ra sản phản ứng nào sau đây kim loại kali phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây Các bạn có thể chọn đáp án ở đây không Nhiều bạn làm câu này sai lắm Nhiều bạn làm câu này sai cực Mà nhiều mặt trong lúc mà thầy ra đề Thì không nghĩ là các em sai câu này cơ Thế nhưng các bạn vẫn sai Vẫn sai ngủ, Đấy là lý do mà tại sao cái đề này Thầy đặt tên là để chống sai ngủ lý thuyết bạn Bởi vì có rất nhiều bạn bị sai ngủ, Gì ạ? Cali mà cộng với cờ lo ấy thì nó tạo thành KCL xe rất dễ năm ba nào năm các bạn chọn đáp án gì ạ năm ba trong điều kiện không có oxy có bạn bảo là chưa thấy lửa thực ra bởi vì thế này này bởi vì là các em không ngồi trong phòng thi các em không bấm giờ các em bấm giờ thường các bạn học offline cũng như online của thầy minh á các bạn ấy được thực chiến phòng thi có nghĩa là các bạn ấy được ngồi Lập tức ngay lập tức mặt đối mặt với thầy Minh Trong vòng 50 phút Và các bạn ấy làm đề thi dưới một áp lực rất lớn Như thi thật Thi thử như thi thật Lúc đấy nó mới có sai lầm Còn bây giờ khi mà chúng ta đang ngồi ở nhà Phòng điều hòa máy lạnh mắt lạnh và chúng ta nằm thư thái trên con giường của chúng ta Và chúng ta xem thầy Minh chữa bài này Là một hình thức giải trí Thì rất khó sai lầm đến với các em nếu các em muốn biết thực sự tâm điểm và level mình đang ở đâu Hãy loát một cái đề của thầy Minh xuống Nghiêm túc bấm giờ Ngồi làm cho thầy 50 phút thôi Đúng hết 50 phút Chấm điểm Lúc đấy các bạn Sẽ biết được Thực tế mình đang ở đâu trên bản đồ con đường luyện thi này Hãy làm thế mà xem Bởi vì tất cả các bạn học sinh của thầy Minh đang làm như vậy Câu 50 bạn trong điều kiện không có oxy sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt bạc chú ý cho thầy nhá muối sắt bạc sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây nào sinh ra muối sắt bạc vậy thì nó chỉ có thể là HNO3 ba đặc nóng mà thôi đúng không câu 54 mươi vào mùa đông nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc có thể dẫn tới tử vong nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào Các bạn có thể comment đáp án xuống dưới này được không ạ Cùng chọn cho thầy xem nào Câu 54 đáp án gì Tay nhanh hơn mắt nào Bếp than là có carbon đúng không Trái trong điều kiện không oxy thiếu đúng không Thì nó sinh ra khí độc là khí CO Và đáp án đúng chúng ta là đáp án A CO các em à. Câu 55 một câu tính toán Bất ngờ vì có một câu tính toán ở đây ạ các bạn tính nhanh cho thầy xem câu làm 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 gì Lên men 1 tấn khoai chứ 85% tinh bột Đề bài hỏi là đơn vị tấn Nên là kệ bố nó Kg tấn đại yến coi như gam tinh tấn bình thường Tấn khoai chứ 85% tinh bột Vậy tinh bột là C6 H10O5 vứt N đi theo công pháp thầy mình Là 1 x 0.85 Chia cho 162 Ra số ngon Để sản xuất ancon C2 H5OH 2 lần Hiệu suất của cả quá trình sản xuất là 70% là vậy mình suy ra mình có 0,85 0,85 chia 162 nhân 2 bằng 0,0104 tiếp tục nhân với 0,7 thuận nhân được bao nhiêu nhân 46 bằng nhân 0,7 nhân 46 bằng 0,338 tấn 0,338 tấn nha Vậy 55 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A 0,338 ba tám rất dễ câu năm mươi sáu kim loại nào sau đây có tính nhiễm tử kim loại nào sau đây có tính nhiễm tử các bạn hãy chọn cho thầy đáp án xem câu năm mươi sáu đáp án gì được không ạ kim loại nào sau đây có tính nhiễm tử nhiễm tử nhá nhiễm tử thì chỉ có một anh thôi một anh kim loại có khả năng nhiễm tử thôi anh nào kem em nhỉ anh nào khả năng nhiễm tử Sát. Đáp án đúng đáp án C nhá. 57. Kim loại nào sau đây có độ dẫn điện là tốt nhất? Kim loại nào sau đây có độ dẫn điện là tốt nhất? Dẫn điện tốt nhất anh nào? Bạc hay vàng? Vàng hay bạc? Bạc hay vàng? Vàng hay bạc? Dẫn điện tốt nhất. Gì ạ? Bạc, đúng rồi, 57B. 58 ạ. Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong axit sulfuric đặc nguội? Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong axit sulfuric đặc nguội? Thụ động hóa. Gì ạ? Các bạn có nhớ không ạ? Phải ăn cross Phải ăn cross. Nhôm, sắt, chrome bị thụ hóa, thụ động hóa trong h 2 đặc nguội. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, sắt. Rất ngon lành cành đào 59 ạ Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo Thực ra thầy Minh có một cái cách để học thuộc về các cái loại tơ Rất đơn giản như sau Thứ nhất là tơ thiên nhiên Thì đọc cái tên là biết rồi Tơ tằm Đúng không? Tơ tằm là tơ thiên nhiên rồi Thế còn Tơ bán tổng hợp chúng ta chỉ có hai anh thôi Visco và Acetat Vậy tơ nhân tạo á Loại visco loại tầm đi Đúng không? Không phải đâu Các bạn bị nhầm rồi Nhân tạo chính là bán tổng hợp Cẩn thận không toàn Và bán tổng hợp thì mình chỉ có hai anh thôi Visco Acetat Nhớ chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C Hay không ạ? Hãy cẩn thận không bị lừa Lừa thì nhục nhã lắm câu 60 nào các bạn comment cho thầy đáp án nào 60 thí nghiệm nào sau đây có thể xảy ra điện điều học hiện tại lớp bí kíp luyện đề của thầy Minh vẫn đang luyện rất trâu và chó học phí thì lại cực kỳ hạt rẻ Ba nào muốn đăng ký lớp bí kíp luyện đề của người Minh có thể inbox cho fanpage. để được luyện những đề cực kỳ chất và cực kỳ sát về đề thi trung học thu ra năm nay câu 60 ạ Thí nghiệm nào sau đây xảy ra mòn điện hóa học? chúng ta có ba điều kiện để xảy ra điều kiện ăn mòn điện hóa học điều kiện thứ nhất là hai điện cực khác nhau về bản chất hai điện cực cấp nhau khác khác nhau về bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly vậy này ở đây chỉ có c mới được thỏa mãn điều kiện thế thôi sắt cộng với đồng hai cộng thì tạo thành sắt hai cộng cộng với đồng vậy mình có sắt và đồng khác nhau về bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch COS 4 HCl chất điện ly. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 61 ạ. Etinamin, metin, etin metinamin công thức cấu tạo này. Thực ra các bạn ạ, trong lúc mà thì ra đề thì không bao giờ thì nghĩ là sẽ có bạn nào bị sai ở câu 61. Thế mà vẫn có đứa sai ở câu 61. Đó là chính là lý do tại sao câu 61 có ở trong cái đề này. Để thấy cảnh tình game trong quá trình làm bài thì chúng ta đừng có khinh thường bất kỳ một câu nào bởi vì một câu dễ nó bằng điểm với một câu khó. Và khi mà các em làm á các em phải cực kỳ cẩn thận. Đúng không ạ? Mình chọn liều một câu khó mà mình làm đúng một câu dễ nó sướng hơn nhiều. Đúng không? Etin metinamin, đa án đúng chúng ta, đa bạn gì. Ok. 62 ạ chất nào sau đây là axit béo ô rồi cái thằng cu học giỏi nhất lớp thầy nó chọn sai câu này kìa cái thằng cu lúc nào thi được làm tất cả các đề từ S1 cho đến S18 lúc nào cũng trên 9 nhưng sai câu này nhọ không tả được cày không chịu được axit béo axit béo là axit nào đừng để mình sai câu này nhé axit béo là axit nào b đúng rồi axit và mì tích c 15 h 31 mươi một thế thì ngay sau đó thầy mình có hỏi là thầy phỏng vấn à thế sao uh, em bị sai con này đúng không em chẳng biết được nữa nhưng mà câu điện phân nó làm đúng nha câu điện phun phân thì mình khó lắm câu điện phân trong đề thầy lúc nào cũng cực kỳ khó siêu khó luôn xong rồi câu axit loại 2 của thầy cũng siêu khó câu et siêu khó bạn làm được hết nhưng sai câu này nhục sau thầy hỏi có nhục không có nhục câu sáu vạn khi đốt rơm rạ trên các cánh đồng sau vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi trong đó có khí khí nặng hơn được vị mình sẽ bắt từ chốt rồi hiệu ứng nhà kính vậy sau ba đáp bán gì kem hiệu ứng nhà kính khí là đúng rồi nhiều câu khó xong câu dễ sai đúng rồi nhục lắm thà làm đúng tất cả các câu dễ và câu khó mình khoanh điều xứng hơn sáu ba đốt rơm rạ trên các cánh đồng hiệu ứng nhà kính khí gì cũng comment cho ở là... Phía dưới này xem nào, khí gì? CO2 bề bỏ 64 ạ. 64, sắt 3 hydroxit, công thức của sắt 3 hydroxit. Thầy nghĩ là không phải bạn nào cũng say ngu câu này đâu nhỉ. Sắt 3 hydroxit là anh nào? FeH3 65 ạ. Kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường? Kim loại nào phản ứng với nước ở nhiệt độ thường các em? Các bạn biết không? Chú ý thầy nha, phản ứng với nước nhưng phải ở nhiệt độ thường nhá. Gì ạ? Nhiệt độ thường ạ. Natri. Natri cộng nước để tạo thành Na OH cộng với 1 phần 2 H2. Các bạn nhớ chưa? 66 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ. Mới đọc vừa nãy xong đấy. Mà sai câu này thì nhục. Bé mang cây súng bán ruồi. Đúng không? Vậy nó là gì? Bari C. Câu 67. Chất nào sau đây là chất điện li yếu? Câu 67 bảy Chất nào sau đây là chất điện lý yếu? Chất nào sau đây là chất điện li yếu? Điện li yếu nha, điện li yếu nha, nhớ kỹ điện li yếu nha. Vậy bỏ tất cả những thằng điện lý mạnh Điện đi mạnh là các axit mạnh, bazơ mạnh và muối chủ muối thủy ngân. Muối này. Axit mạnh. Bazơ mạnh. Này. Anh này là axit yếu. Này. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B, CH3COH. Câu 68. Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí ích Khi vào cơ thể khí ích kết hợp với hơi hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu Khuyết là úi rồi ôi câu này nhá thầy minh nói rất rất nhiều trên tất cả các lớp offline và online của thầy minh nhưng không biết câu này có bao nhiêu bạn chọn đúng đây câu 68 các bạn chọn đáp gì ạ à? các bạn comment xuống dưới thầy được không đáp gì ạ à? d đúng rồi c o nhớ nhá 69 ạ à chất nào sau đây là oxit lưỡng tính lúc ra đây thì không nghĩ là sẽ có một bạn nào sai ở câu này đâu nhưng mà học sinh của thầy nó bị sai nhục lắm hỡi những đứa bị sai câu này hãy comment một từ nhục vào đây thầy xem nào để mình không bao giờ bị sai nữa oxit lưỡng tính chúng nó đi tô CRO3 lần các em ạ à. CRO3 lần là hydroxit oxit oh, phải là đáp án gì đây này đây là có đứa tô b đây này ối đứa tô b đáp án gì ạ c oxit oh, cái oh, mệt oxit thấy các bạn thấy không ngu chưa tao thấy mình ngu chưa thôi cố lên mình ngu nhiều mình thành thiên tài chúng ta còn loại được tất cả các đối thủ không có men nữa cơ bởi vì các đối thủ không comment là các đối thủ không biết Sợ, không dám chọn Câu 70 ạ Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FES4 và dung dịch H4 đặc nguội Ờ thì thế bây giờ loại H4 đặc nguội đó Thằng này đặc biệt này Nhôm sắt chrome là không phản ứng đúng không? Bỏ nhôm bỏ sắt Bây giờ phản ứng được với sắt Là đẩy được sắt Vậy nó phải mạnh hơn thằng sắt Đúng không? Mạnh thằng sắt thì thằng kém Dễ Xịn chưa? 71 ạ, số dung dịch bắt đầu đến những câu khó khó khoai khoai rồi các em ạ Chúng ta tập trung vào đây nhá, bởi vì làm những câu này là những quyết định cho mức độ điểm của chúng ta đấy ạ Các bạn cùng tập trung hết sức 200% vào đây, được không? Và thầy Minh xin quảng cáo một chút, đó là khoa học luyện đề của thầy Minh hiện tại bây giờ chỉ còn 399.000 thôi Bạn nào mà muốn đăng ký thì vui lòng inbox cho bất kỳ một cái kênh nào các bạn đang xem được ở tại đây Số dịch khả năng phản ứng với cái loại bari tạo kết tủa Bari Thì cộng với dung dịch là cộng với nước Thì mình sẽ thu được BaOH 2 lần Được không ạ Thì về mặt bản chất thì thằng BaOH lần Trong dung dịch nó điện ly thành Ba2 cộng Và OH trừ OH trừ tác dụng với sắt 3 cộng tạo thành kết tủa Đấy sắt 3 cộng tạo thành kết tủa OH trừ tác dụng với HCl Không tác dụng với OH Vậy tổng cộng có 3 cháu Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì Rất dễ Câu 72 Câu Thứ nhất, este này mà thu được hai muối, vậy chắc chắn nó este của phenol. Este của phenol. Được chưa? Đây este phenol này. Đây este phenol này. Đây este ancol này. Đây este ancol này. Tham gia phản ứng tráng hương vậy phải đầu có đầu HCO. Nhưng chú ý này, không tham gia nhá. Đừng để bị lừa, không tham gia phản ứng tráng hương vậy không có đầu HCO. Đáp án C Toàn chưa Đứa nào mà không gạch chân từ không là tụ A đấy Chết nhục Được chưa 73 Phát biểu nào sau đây không đúng Tơ tầm thuộc lại tơ thiên nhiên Đúng Tơ ni lông 676 thuộc loại tơ bán tổng hợp Sai Tơ tổng hợp Người ta lại bảo thuộc tơ tá bán tổng hợp Bán tổng hợp chỉ có thằng nội Thế mình nói là thằng nào và thằng nào các em nhỉ Các em ghi lại bên dưới thì mình nhìn thế nào Thế mình bảo là bán tổng hợp chỉ có thằng là thằng nào và thằng nào Thằng nào? À, Visco và Aceta. À, 7, tựa thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường. N3 vào FECL3 tạo nên kết tủa FEH3 lần. Được chưa? Cho COS vào dịch HCL không phản ứng. Do HCL không hòa tan được COS. Cho HCL vào dung dịch FNO3 -E lần. Cái này nhiều bạn không biết này. H cộng này sắt dương 2 này, nấu 3 trừ này có phản ứng để tạo thành sắt dương 3. Sắt dương 3 cộng nấu phản ứng này rất thú vị. Dẫn khí CO2 vào dịch Na2CO3 thì tạo thành NaHCO3. Đó. NaH vào nước cứng tạm thời thì tạo thành kết tủa CaCO3. Có tiếp. A, C, D, D, 4 cháu. Đáp án đúng đáp án D. 4. 75 ạ số phát biểu đúng là dung dịch phóc môn dùng để bảo quản thực phẩm phóc môn không bao dùng để bảo quản được đây là ngâm ngâm sát động vật chết thôi rữa mà đi đi bảo quản đến chết đồng trùng hợp buta 1,3 phẩy dn với lưu huỳnh sai với styren thì mới thu được buta buna -S. dầu mỡ sau khi rán được dùng để tái chế thành nhiên liệu đúng trong công nghiệp tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo glucose hồ dán đúng một mol peptide glu tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol hcl một glu thì ăn một hcl một list vì có có hai nhóm nữa hai nên ăn hai hcl về tổng cộng ăn ba chính xác c d d ba cái đúng b chị nha câu này tính toán để lại một tí nữa tí nữa thầy vòng lại thầy giải câu này câu này rất hay tí nữa vòng lại giải rất nhanh nhá những bạn nào mà sợ câu thực tế mà câu thực tế thì kiểu gì cũng có trong đề năm nay nhưng những bạn nào sợ câu thực tế thì tẹo nữa nhá thầy sẽ mình sẽ chữa câu này câu 77 trong khi thải công nghiệp thường chứa các khí có thể dùng chất nào rẻ tiền? Câu này là câu rất nhiều bạn bị sai nên thầy Minh có cho nó ở đây. Rẻ tiền để xử lý. Đây bọn này là bọn khí này là khí có tính axit. Nhá. Vì vậy nên nó sử dụng những thằng có tính bazơ, bỏ. Và rẻ tiền nhất trong đống này là xe hoa lần. B. 78 tiến hành các thí nghiệm sau số thí nghiệm thu được kim loại. Magie dư thì magie dư thì mình sẽ thu được sắt một cháo. Bari và CO4 không thu được kim loại đâu Mình thu được kết tủa BIS4 và co 2 lần Kém đẩy được đồng Ra được đồng Nung nóng hỗn hợp Không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn Nhiệt nhôm Thu được sắt. Nhỏ từ từ nó áo vào FE 3 Chỉ thu được FE 3 lần thôi Không có kim loại đâu Để bài yêu cầu kim loại cơ A, C, D, 3 cháu Đáp án đúng đáp án D 79 Thực hiện sơ đồ sau Công thức cấu tạo của X là Các bạn chú ý nhá. Các bạn chú ý này Anh X này phải phản ứng đây Đầu tiên mình đi ngược lại Đây anh Z cộng CH5 OH thì ra Vậy suy ra thằng Z HO CH2 COH Đấy là thằng Z Thằng Y cộng HCl ra thằng Z Vậy thằng Y phải là HO CH2 COO NH4 Vậy suy thằng X chỉ có thể là HO CH2 do tác dụng AGN3 trong NH3 Nên nó là CH2 CHO Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Đây, HO, CH2, CHO. Đa án đúng đa gì? Rất dễ. Câu 80. Cho các chất sau tổng số chất tác dụng dịch nước Brom. Điều kiện để tác dụng với dung dịch nước Brom là có liên kết pi CC hoặc C 3C hoặc là có nhóm CHO. Acid formic có nhóm CHO. Toluene, đây tác dụng ở điều kiện thường Toluene không, anitacetic có Saccharose không, vinyl acetate có Nối đôi CC có, Ethylene Glycol Côn không, Glucose có Chó, được Alanine không, Isoprene có Do có nối đôi CC Phenilamine có, do Phenilamine Chính là anilin tác dụng điều kiện thường Dividin có, nối đôi CC Cumen không 1, 2, 1 Acid Formic, 2 Acetanex 3 acetate 4 glucose, 5 isoprene, 6 phenylamine, 7 divinin, tổng cộng có 7 chất. B. Xịn chưa? Câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay, câu 76. Câu này các bạn nhìn sợ. Sợ chết khiếp. Đúng không? Một loại khí thiên nhiên X. Cumen chính là isopropyl benzene em. Đây, cumen isopropyl benzene. Đấy nhá, đấy là câu em. Câu 76 ạ. Một loại khí thiên nhiên X nào? Một loại khí thiên nhiên X thành phần chính phần trăm thể tích như sau, 85% metan. 85% metan, 10% metan, 2% nitơ, 3% carbonic. 1 mol metan, 1 mol etan. Từng đây từng đây. Nâng 1 ml nước lên 1 độ cần 4,2 joule, ghi rõ ra. 1 ml nước lên 1 độ C thì cần 4,2 J. Giả thiết rằng lượng nhiệt tỏa ra hiệu suất hấp thụ nhiệt 8%. Vậy giờ 10 lít nước. Đấy. 1 ml rồi, bây giờ 10 lít, 10 lít thì bằng bao nhiêu ml? 10.000 10 ml. Đấy, vậy là 10.000 10 ml nước lên một độ thì cần 4,2 nhân với 10.000. Được chưa? Dùn. Có nghĩa là bằng 4,2 nhân 10 mũ 4 dùn. Và bằng x 4,2 bằng 42 kJ.

Đấy nhiệt lượng cần Thế mà nhiệt lượng tỏa ra quá trình đốt cháy X dùng để đun nóng nước với hiệu suất thấp thụ nhiệt khoảng 80% Cũng như hiệu suất là chỉ có 80% Vì vậy nên là quy cần sử dụng Quy cần là phải bằng là 5760 chia cho 0,8 Bằng Chia 0,8 bằng 7200 kJ Được chưa? Bây giờ đề bài hỏi là thể tích khí x Đây x đây 1 mon mê tan Thì là 88.000 Thế bây giờ mình cứ đặt thì 85% mê tan Thế giờ mình cứ đặt là Khí x này chúng ta là X mon ấy Thì mê tan là 0.85 x E tan là 0.1 x Đúng không Vậy quy cần này bằng 0.85 x nhân với metan thì là bao nhiêu đấy ạ? 8 80 kJ cộng với 0,1x thì nhân với etan này. Etan nó cháy được nhiều nhỉ? 1560. Vậy nên tìm được x. Quá dễ. Các bạn thấy không dễ không? 0,85 x 880 cộng 0,1 nhân 1560 bằng 7200 chia n bằng 7, x bằng 7,9646. Và giờ cho nó nhân với lại 2,4 thì bằng 178. Oh, chỗ này thì bị lỗi à, bấm nhầm đâu nhỉ các bạn, bấm vào thầy với Ôi oh, chỗ này bị bấm lỗi này. Hiệu suất thấp thụ nhiệt khoảng 80%, đúng rồi. Thì chỗ này là chia mà, đây là 4,2 này, nhân với lại này 10 lít là bằng 10.000 ml 10.000 đúng không nhân với 20 và là 80 này rồi Ô, thế thầy bấm nhầm à Thầy bấm nhầm rồi Thế sao nó ra 57 nhỉ 42 này Nhân 10.000 này Nhân 8 Ừ sao ra 3360 mà Ừ Thế vừa nãy thấy mắt lé à? Cảm ơn các em nhá. 3360 thì là bấm máy tính xài Đấy, cái chết nhục nhã nhất là cái chết bấm máy tính xài. 3360 ạ. Cảm ơn các bạn 3360. 33 3360 mà chia 0.8 bằng 4200. Đấy, bấm máy tính nhầm mới nhục. 4200 vậy x nó sẽ bằng x bằng bao nhiêu các em? Các em bấm máy tính của thầy với ạ. Nào. Chia cho bằng một đơn 0,85 x 880 cộng với 0,1 x 1560 bằng x bằng 4,646 4, x 2,4 bằng 104,08. 104,08. ta án đúng đáp D. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học chống xanh ngu lý thuyết hóa số 05 của thầy mình. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi nhiệt tình cái buổi học ngày hôm nay. Và rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể là click vào nút chuông và tương tác với fanpage của thầy để những cái buổi livestream của thầy có thể nhận được thông báo để theo dõi những buổi học tiếp theo. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào những buổi học tiếp theo. Chúc các bạn ngủ ngon nhá. Bye bye.